Tin thế giới, Kiev tuyên bố cướp sóng truyền hình của Crimea để chèn tuyên truyền. 50 người bị bắn trong các vụ xả súng vào cuối tuần ở Chicago. Đẩy vợ mang thai xuống vách đá, người chồng tàn ác lãnh án 33 năm tù. Ấn Độ sập cầu dây văng đang xây dựng trên sông Hằng. Tin Việt Nam, lần đầu tiên tuần lễ NASA được tổ chức tại Việt Nam. Liên tiếp giải cứu người mắc kẹt trong thang máy do mất điện đột ngột. Lũ quét cuốn trôi đồ đạc người dân khu phố Đồng Nai. Hình ảnh hai bà Trưng xuất hiện trong chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin tối nay, thứ hai ngày 5 tháng 6. Kính chúc quý vị một buổi tối nhiều niềm vui và tràn ngập tiếng cười bên gia đình và những người thân yêu. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Truyền thông trong nước đưa tin, bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 9 tháng 6, tại các tỉnh thành như Hậu Giang, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định sẽ diễn ra tuần lễ Việt Nam Space Week nhằm giới thiệu kết nối người trẻ với NASA và truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học. Theo Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được NASA chọn để tổ chức tuần lễ NASA, một hoạt động thường niên của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ bắt đầu từ những năm 2000. Sự kiện do Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hậu Giang, thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ bằng các câu chuyện của phi hành gia trong môi trường làm việc và sinh hoạt của họ trên không gian vũ trụ. Tham dự tuần lễ, các học sinh sẽ có cơ hội trò chuyện với hai người nổi tiếng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, gồm ông Michael A. Parker, cựu phi hành gia NASA, cựu thuyền trưởng Hải quân Mỹ và tiến sĩ Joseph Smith, bác sĩ phẫu thuật chuyến bay của NASA. Ngoài ra chương trình còn có các hoạt động như chiếu phim, trò chơi tương tác, trò chơi cảm giác không trọng lực, ký tặng và chụp hình cùng phi hành gia. Báo VN Express dẫn thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa giải cứu thêm hai người bị kẹt thang máy trên địa bàn do mất điện đột ngột. Cụ thể vào khoảng 11 giờ 54 phút ngày 4 tháng 6, nam thanh niên 28 tuổi trú ở thị xã Thái Hòa di chuyển bằng thang máy từ tầng 1 lên tầng 4 của khách sạn đóng ở phường Trung Đô, thành phố Vinh. Khi đến tầng 4 thì điện mất, thang máy dừng, nạn nhân biết bị mắc kẹt nên gọi điện báo cho nhà chức trách. 8 phút sau tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, một thiếu niên 17 tuổi cũng bị kẹt trong thang máy tầng 3 của một trung tâm Anh ngữ do mất điện. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường, mở cửa hai thang máy, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Hai người bị mắc kẹt mồ hôi ướt đẫm, sau khi nghỉ ngơi đã ổn định tinh thần. Được biết trong một tuần qua, Nghệ An cũng như các tỉnh miền Bắc và Trung, nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi hơn 40 độ C. Nhu cầu dùng điện tăng cao nhưng do hạn chế nguồn cung nên nhiều nơi đã bị cắt điện luân phiên để giảm tải. Riêng thành phố Vinh bắt đầu cắt điện từ chiều ngày 3 tháng 6. Trước đó khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 6, bé trai 11 tuổi trú tại thành phố Vinh lên nhà người họ hàng ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương chơi. Trong lúc đi thang máy, đã mắc kẹt bên trong do mất điện. Cảnh sát đã mở khóa khẩn cấp trong 2 phút, đưa được bé trai ra ngoài an toàn. Báo Tiền Phong đưa tin, mới đây vào chiều ngày 4 tháng 6, trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai có mưa rất lớn, kéo dài hơn 2 giờ, làm nhiều tuyến đường ngập sâu. Nước lũ chảy xiết ở khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, làm nhiều đồ đạc của người dân hư hỏng nặng. Nước lũ lên nhanh khiến mọi người trở tay không kịp. Hầu hết tài sản như xe máy, đồ đạc điện tử, bàn ghế, áo quần, sách vở trong nhà đều bị ngập sâu, hư hỏng. Theo người dân sống lâu năm tại khu phố Phước Hiệp, mấy chục năm nay chưa xảy ra tình trạng nước ngập sâu, mưa lũ lớn như tối qua. Khuya 4 tháng 6, nhiều hộ dân ở khu phố Phước Hiệp gọi dịch vụ cứu hộ giao thông về đưa ô tô đi sửa chữa. Có khoảng 10 ô tô hư hỏng do ngập nước tại khu phố Phước Hiệp. Bên trong các căn nhà đều tan hoang, đổ nát. Ngoài ra vào chiều ngày 4 tháng 6, mưa lớn kèm dông lốc còn quật ngã cây cao hơn 20 mét ở thành phố Hồ Chí Minh và gây ngập nhiều đường ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp cùng với vùng xoáy thấp giữa Biển Đông, xu hướng hoạt động mạnh đã gây mưa dông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, Bà Rịa, Vũng Tàu hứng cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa với lượng nước gần 120mm. Dự báo 3 ngày tới, các khu vực trên tiếp tục mưa to, có thể kèm lốc, sét, mưa đá. Báo VTC đưa tin, hãng đồng hồ Thụy Sĩ Christoph Claret mới đây giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên Legend, trong đó có mẫu đồng hồ mang hình ảnh hai bà Trưng. Bộ sưu tập này từng được Christoph Claret hé lộ hồi năm 2021 nhằm tôn vinh các nhân vật lịch sử nổi tiếng trong lịch sử thế giới. Gần đây, hình ảnh và thông tin cụ thể về chiếc đồng hồ đặc biệt đã được thương hiệu Thụy Sĩ công bố. Trên bài đăng giới thiệu chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hai bà Trưng của hãng có đoạn: Christoph Claret muốn bày tỏ lòng tôn kính tới hai bà Trưng,
hai nữ anh hùng dân tộc của Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất, những người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm. Bên cạnh đó, hãng cũng cho biết bức vẽ Hai Bà Trưng được sử dụng trong đồng hồ là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Thụy Sĩ André Martin. Mặc dù Christophe Claret chưa công bố chính thức giá của mẫu đồng hồ này, tuy nhiên dựa trên giá vật liệu chế tác so với các mẫu trong cùng bộ sưu tập, thì giá mẫu thiết kế ước chừng từ 714.000 đến 747.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 15 tỷ đồng. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trang Pravda dẫn nguồn cục biên phòng nhà nước Ukraine cho biết, mới đây hacker nước này đã chèn một số đoạn video về cuộc phản công sắp tới vào chương trình truyền hình phát sóng tại Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập 9 năm trước và cũng là nơi chính quyền Kiev tuyên bố sẽ lấy lại bằng vũ lực thông qua chiến dịch quân sự. Đoạn video được chèn vào là một đoạn ngắn tuyên truyền của Bộ Quốc phòng về chiến dịch phản công mùa xuân được nhắc tới từ lâu. Đoạn video đó đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maria đăng vào ngày 4 tháng 6 cùng với mục đích tuyên truyền về cuộc tấn công bí mật sắp diễn ra. Trong khi đó, trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Ukraine đã phát động đợt phản công vào sáng ngày 4 tháng 6 với 6 tiểu đoàn cơ giới và 2 tiểu đoàn xe tăng tại 5 khu vực của mặt trận hướng Nam Donetsk. Chưa rõ liệu đây có phải là khởi đầu cho chiến dịch phản công được mong đợi từ lâu của Ukraine nhằm giành lại một số vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát sau hơn một năm giao tranh hay không. Theo đó, lực lượng Nga đã khiến Ukraine mất 250 binh sĩ, cũng như phá hủy 16 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và 21 xe chiến đấu bọc thép. Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin từ phía Nga. Truyền thông Mỹ đưa tin ít nhất 50 người đã bị bắn, trong đó có 10 người qua đời bởi các vụ xả súng xảy ra ở thành phố Chicago vào cuối tuần qua. Theo đó, vụ xả súng mới nhất xảy ra tại khu Austin vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4 tháng 6 theo giờ địa phương, khiến một phụ nữ 25 tuổi thiệt mạng và 6 người bị thương. Trong một video mà KAPC TV có được, có thể nhìn thấy hàng chục người chạy trốn khỏi tiếng súng, trú ẩn phía sau các xe. Vài phút trước đó, một người đàn ông bị bắn tử vong và một người bị thương ở trung tâm thành phố Chicago. Chưa ai bị giam giữ sau vụ này. Vài giờ sau, một người đàn ông khác cũng bị bắn thiệt mạng và một phụ nữ bị thương ở khu Little Italy. Trước đó một ngày, vào ngày 3 tháng 6, có ít nhất 6 vụ xả súng gây chết người, khiến tổng cộng 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Trong ngày 2 tháng 6, cảnh sát Chicago cho hay, một cô gái 16 tuổi bị thương trong vụ nổ súng ở Austin. Ngoài ra, có một vụ xả súng nhắm vào một chiếc ô tô chở 4 người, trong đó có 2 đứa trẻ. Theo đó, một người đàn ông 27 tuổi bị bắn vào lưng và một phụ nữ 32 tuổi bị bắn vào chân phải. 2 đứa trẻ không bị thương. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Tờ Liên Hi Chao Pao của Singapore đưa tin, mới đây, người đàn ông Trung Quốc đẩy vợ đang mang thai xuống vực cách đây 4 năm đã bị tòa án tối cao Thái Lan kết án 33 năm 4 tháng tù. Câu chuyện về nữ doanh nhân giàu có Wang Nuan Nuan đã bị chồng mình Yu Xiandong đẩy khỏi vách đá cao 34m tại một điểm du lịch ở Thái Lan vào tháng 6 năm 2019, gây chấn động cả Trung Quốc và Thái Lan. Mặc dù bị chồng sát hại nhưng người phụ nữ 30 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, thai nhi không may mắn như người mẹ. Sau khi rơi xuống vách núi, cô Wang được những người qua đường tìm thấy và sau đó được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện. Cú đẩy của người chồng khiến cô Wang bị gãy 17 khúc xương trên toàn thân và phải chịu đựng hơn 100 chiếc đinh thép ghép vào cơ thể, cộng với hơn 200 mũi khâu. Hơn 4 năm qua, cô đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật và điều trị phục hồi chuyên sâu. Theo tờ China Daily, cô Wang khai rằng chồng cô đã mắc nợ sau khi ham mê cờ bạc. Nghi phạm bị cáo buộc ra tay sát hại vợ để chiếm của cải và tài sản thừa kế để chi trả nợ nần. Ngày 4 tháng 6, trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội, Wang nói rằng cô hài lòng với phán quyết của tòa án tối cao Thái Lan và đang đệ đơn xin ly hôn. Thưa quý vị, trong tối ngày hôm qua ngày 4 tháng 6, cây cầu dây văng đang được xây dựng ở Bihar, Ấn Độ đã bị sập lần thứ hai ở Bhagalpur. Vài giờ sau khi sập cầu, thủ hiến Nitish Kumar của bang Bihar đã lệnh điều tra nguyên nhân cầu sập để tìm ra người chịu trách nhiệm. Khoảnh khắc cầu sập đã được người dân địa phương ghi lại bằng điện thoại, máy ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội. May mắn là cho đến nay, cơ quan chức năng Ấn Độ chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Trước đó, cây cầu này từng bị sập một phần trong một cơn dông cách đây hơn một năm. Không có bất kỳ báo cáo nào về nguyên nhân cầu sập. Sau đó, một quan chức địa phương cho rằng cây cầu bị sập do gió mạnh. Việc xây dựng cây cầu này bắt đầu vào năm 2014 và có kế hoạch ban đầu là hoàn thành vào năm 2019. Cây cầu dài 3.116m sau khi hoàn thành, dự kiến có nhịp vượt cầu dài nhất Ấn Độ. Trên đây là những thông tin trong bản tin tối nay của kênh tin tức Hành Trình Tương Lai. Tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé!
Thưa quý vị, ngôn ngữ là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nó có thể sưởi ấm trái tim, nhưng cũng có thể phá hủy các mối quan hệ. Trong quá trình tương tác với mọi người, nếu bạn không thể kiểm soát cái miệng của mình, nói năng một cách cẩn thận, thì có thể làm tổn thương hoặc xúc phạm đến người khác. Vì vậy, hãy luôn cẩn thận với lời nói. Nói càng ít càng tốt, nhất là khi người khác nói câu này. Đừng nói quá nhiều. Sự trấn an và lời khuyên phù hợp có thể mang lại mối quan hệ gần gũi hơn. Nếu bạn ăn nói mất kiểm soát, nó có thể sẽ phản tác dụng. Thứ nhất, khi người khác nói cha mẹ họ không tốt. Đối với tất cả chúng ta, cha mẹ là những người gần gũi nhất. Cho dù cha mẹ có tốt đến đâu, cũng có những lúc chúng ta cảm thấy không hài lòng. Khi ai đó ở trước mặt bạn phàn nàn rằng cha mẹ họ không tốt hay phàn nàn về mâu thuẫn với cha mẹ, bạn chỉ cần im lặng và lắng nghe. Xoa dịu cảm xúc của người khác là một điều tốt. Tuy nhiên, nếu bạn không biết giữ im lặng mà hùa theo cảm xúc của đối phương, phàn nàn và đổ lỗi cho các bậc cha mẹ, thì có thể đối phương sẽ không trách bạn vào lúc đó. Nhưng sau này, khi bình tâm suy nghĩ lại, họ sẽ cho rằng bạn có thành kiến với cha mẹ họ, từ đó cảm thấy chán ghét và xa lánh bạn. Người thực sự thông minh sẽ lắng nghe mà không nói. Họ không bao giờ chê bai, chỉ trích bố mẹ của người khác. Thứ hai là khi người khác nói bạn đời của họ không tốt. Bạn đời, người dành cuộc đời của mình gắn bó với nhau, trong quá trình ở bên nhau sớm tối, tranh chấp và bất đồng chắc chắn phát sinh. Một số người, để làm cho mình cảm thấy thoải mái, đi nói với những người xung quanh về những sai sót và điểm yếu của người bạn đời của mình. Nếu bạn muốn thay đổi người kia, nói xấu bạn đời, dù có thiện ý cũng không tránh khỏi hiểu lầm. Nghĩ rằng bạn đang coi thường anh ấy, lựa chọn ấy là một sai lầm. Cho dù các mối quan hệ khác tốt như thế nào, cũng không tốt bằng mối quan hệ vợ chồng. Đối phương phàn nàn với bạn để chút bầu tâm sự, chứ không phải để bạn xen vào chuyện của chồng hay vợ họ. Vì vậy, cố gắng không nói quá nhiều. Khi mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gay gắt, họ cũng có thể sẽ đổ lỗi cho bạn, phản ứng lại với bạn. Bạn có thể chỉ một câu nói mà làm tổn thương người khác. Bạn có vẻ như đang chiến đấu cho đối phương. Nhưng mọi người nghĩ rằng bạn đang vỗ tay, phủ nhận khả năng và cười nhạo anh ấy vì kém cỏi hơn bạn. Tốt nhất là đừng bình luận nhiều, chỉ vài lời an ủi. Người xưa nói, đừng nói quá nhiều. Nói nhiều chẳng nên công cán gì. Những điều không vui sẽ nhanh chóng tuôn ra khỏi miệng bạn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc giữ im lặng, xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Không chỉ quan tâm, thấu hiểu và chịu đựng, bạn cũng cần duy trì sự điều độ và xem xét lời nói của mình. Dù mối quan hệ có sâu đậm đến đâu, dù mối quan hệ có tốt đẹp đến đâu, nếu có người nói những điều trên trước mặt bạn thì cũng đừng nói nhiều, đừng nói nhiều. Học nói, tử tế, chỉ có chung sống hòa thuận thì bạn mới được hoan nghênh. Thưa quý vị, khi học và hành xử theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân được ví như cuốn thiên thư đã giúp cho người đọc hiểu được nhân sinh quan, thế giới quan. Cùng với việc luyện tập 5 bài công pháp đơn giản phù hợp với nhiều lứa tuổi, nên rất nhiều người đã được lợi ích, cải biến về sức khỏe, đạo đức thăng hoa và có một nội tâm an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch. Và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công hoàn toàn miễn phí chúng tôi có gắn phía trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé. Với tiêu chí chính xác, trung thực, giá trị nhân sinh, hành trình tương lai với mỗi video không chỉ là tin tức cập nhật hàng ngày mà còn là mong ước mang đến những giá trị tốt đẹp như những món ăn tinh thần gửi tới quý vị. Hy vọng mỗi ngày đều mang lại những phút giây thư thái và giá trị quay lại truyền thống với phần nhân sinh cảm ngộ. Nếu có cảm nhận gì, quý vị hãy để lại bình luận hoặc tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến cộng đồng. Còn bây giờ, Công Nhung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.